Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp đua midsize, model của xe là Windy, một là dòng xe đạp khung nhôm và được sử dụng là bộ rút chuyển động Shimano Soza. Và cái điều đặc biệt trên chiếc xe đã được trang bị bộ phanh đĩa là phanh dầu thể lực các bác nhé. Đấy, rất là ngoan, đùi đĩa trục rỗng và cái lớp sơn thì cực kỳ đẹp. Phiên bản này là cái phiên bản đời mới năm 2021. Midsize, toàn bộ dây đã được chạy âm sườn rồi. Model của xe là Windy các bác nhé, Midsize Windy. Sơn sứ rất là đẹp, một chiếc xe cực kỳ là mới, như kiểu là mới tinh thì trong hãm rất ra luôn các bạn. Mới tinh luôn, sơn sứ thì hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung này. Đấy, và màu sơn thì nguyên bản rất là bóng mượt. Đấy, các bác nhìn những chi tiết như xích lít, cực kỳ là mới, còn là không tính dầu luôn. Đấy, rất là mới. Đấy, và được trang bị bộ lốp chuyển động của Shimano Soza. Đây này là đời bao nhiêu rồi cả, các bác đợi để em xem. Dòng này hình như nó là dòng đời mới, Soza đời mới này. Đấy, STG 3000 các bác nhé. Đấy, dòng đời mới đấy, đã bị bỏ, đã được bỏ đi cái dây phanh ở đây rồi. Nhìn chiếc xe rất là đẹp, bộ dây là chạy hết ở trong cái tay quấn này. Đấy, rất là đẹp. Màu đen hết, rất giống những cái chiếc 105. Đấy, khung nhôm được sử dụng phanh đĩa. Đây là củ heo, là heo dầu thủy lực các bác nhé. Đây này, các bác có thể nhìn cái cúc ben, cúp ben ở đây các bác nhé. Dây kéo thì vẫn là dây cơ, nhưng mà trong cái heo dầu này đó là thủy lực đẩy bằng thủy lực dầu với một vít tông. Cúp ben đẩy của nó đây này. Đấy, phanh đĩa. Và những cái chiếc xe đua này Touring đời mới là cái vòng inch đĩa nó rất là nhỏ. Đấy, còn Mayer thì được sử dụng hết toàn bộ là bi vòng bạc đạn luôn rồi các bác nhé. Vi vòng bạc đạn. Thì xe này nó có một cái lỗ ở đây. Để nếu mà các bác muốn chuyển đổi sang dòng cái group mà nó có phanh ba mảnh ấy thì vẫn có thể lắp được các bác nhé. Xe cực kỳ mới. Đấy, rất là mới. Thân nhậu là midsize, cái thân nhậu của Đài Loan cũng rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Vành bánh 700C nhé, sử dụng loại vành nhôm dày khoảng 2 phân. Đây, và được in logo midsize đây. Đây, đi vòng hết rồi, đi vòng hết rồi, đĩa trục rỗng. Xe này thì zin bét hết 100% luôn các bác nhé, mới như này các bạn. Zin bét 100%. Và giờ sẽ vào bo size của chiếc xe và các chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là bác xem, các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn, các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Chuyển động thì rất là mượt rồi. Xe này là cực kỳ mới, cái độ mới em đánh giá nó cũng phải được 95% rất là mới, nên là chuyển động các thứ là không còn có gì phải bàn, là cực kỳ mượt rồi.
dòng Soja là dòng đời mới giờ 3000. Và xe thì đang được bán với em mức giá là 10 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang mua trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.